lên kia đi. Sao rét lắm, ngồi ra trên này đi. Đi. Đền hùng. Đền hùng vua của dân. Lên Đình Hùng. Nãy nay hình như núi làm đi rộng hơn nè Trung hả? Rộng rồi. Đi lên đây đi xuống bên kia. Đi lên trên đây được đi, đi xuống là qua đình dưới bên kia. Đi vương vừa che đất tổ hay thoát khỏi nước đây ngon buồn luôn này ở dưới cạn luôn ba.
ai đi ngược mình xuôi đó nha. Mỗi ngày vỗ tổ mùng 13 hả? Mùng 13. Ông cha như núi Thái Sơn, mẹ như núi Cần Nguồn chỉ ra. Tụi của đây nó làm cái lưới rồi, cái rồng khăn khăn ở từ đây. Đây nè, nó làm lưới. Lỡ nó trúng rồi, tổ mỗi người lỡ thôi cho nó đặt cắt hết rồi. Đi đường nó không dạ, cắt cho nó về luôn mà, từ đây nè, bước ra muốt cái kia luôn. Ghê đó. Thế cái cây sứ này giống ở chùa mình. Thế ở chùa mình cũng có mấy cây sứ này. Xưa con đi có đây rồi. Chùa mình có hả? Ê, hai ba cây nó chụm lại mình bốn. Chúng nói là mình đi lên đây này, đi xuống trên đây xuống là đi ngã đi. Ra đây. Ném dạng là chắc đi ngã đi đi anh. Không. Đây là làm gì quá sức phải luôn. Quá sức thì đấu luôn. Mà đẹp nữa. Đầu tiên cơ cơ quốc. Đi nỉ đâu? Xe giờ lên này, bắt đầu lên này hả? Đó, giờ lên này, bắt đầu lên. Giờ leo này. Đó, rồi, em leo núi này. À, giờ leo này nè, mập mập giờ lên luôn. Cao Sơn Thành Hành này. Đi sửa lại này. Đường lên Thành Hùng. Thank you.
con đi quay rồi con quay ở cảnh thầy bảo đi làm. Thôi, thầy thức này sau này làm cũng như cái á. Bỏ sau này giờ thức mà ai mà cũng vừa trống cũng đá đi nè, ông rốt rồi đi. Để em cho mình làm. Một ký một bánh đấy. Thôi mình làm còn luôn nhé. Vô trường ra được. Tổ từ thức mà khá đá vậy, lót từ chỗ đó đẹp phút mấy rồi thì làm chỗ từ Phật con âm không? Đấy, nó chỗ từ Phật con âm đó, lót đá này rồi chứ. Rồi ông đó, ông nào cũng tướng thụi làm thủ tướng được tướng. Xưa đi như bãi mà đồn sao mà đi tận à nào mà giống quê đó bà hôm hết đi đâu có mà giống quê tận à tại gì đi bắt đi đi luôn đi quê không đi đấy là bà đi với ai á đi sẽ thấy không vậy thế 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 đi là bả đi thế thế đi bả đi phải không ạ? Đó mà đi hết á mà không biết đủ á. Cho mà hồi là nó mất không đi mà bả không đi á, cho bả mất. Nói đúng chuyện. Ông thầy thấy đi là bả gì á? Thầy thấy mà tổ chức là có mặt bao. Hào tập tiếp ạ. Tập tiếp mà cái máy ông thở mà mình thở cái máy. Sao? Đây không có đi chưa? Cho nó nghiến chút mà mày. Bây giờ coi điện nó to rồi. Nghĩ đi. Nó cũng cút. Hiền thở dốc ra. Chúc ơi chờ con với. Chúc ơi. Quá. Đi ngay bên nhà. Đi đi. Đi đúng giá này giúp bộ trung tâm ấy. Ê Đành Hạ không Tung? À, chỉ đó, Đành Hạ. Đành Hạ gì tới đồng gì nữa? Đành Diếu xuống kìa. Chúc. Còn chính. Chúc nữa. Ê, không có cái nó tham quan khách du lịch. Không chịu kém được. À, tí nữa mình đi xuống thành dưới mà xuống đi. Giờ mình lên Đàn Hạ. Bây giờ lên đi hả? Ờ, à, lên đi nè. Tới chưa còn tới chưa? Nè, lên Đàn Hạ nè. Rồi miếng đi tới thành Tung.
Bao đây nghe đần hả? Nghe đần hả? Đó, đường nào lăn hồng. Đây là đàn hả? Cầm đi, cầm chỉ chút tóc tóc kia. Chỗ đây mới làm thì. Ngã đi lăn luôn hết không? Cún, bố mẹ là uống cu kê. Quá, bảy bố mày chút nữa, nó nghe lời. Thêm chưa? Bàn đâu cho lâu thế à? Ở trong thờ Phật thờ thần. Đây là đàn hả? Nhưng mà cái đây là cái ấy. Nhưng mà đi lên đây là đàn trung lên đây. Đây là cung đi chùa ấy. Trần Hiền á. Chú chờ cái cây đi, cái cây tông. Tông ở coi cái sứ đi ở nó to cây đi cây sứ phải không? Cái gốc mà một hoặc cái gốc nó màu to đẹp. Đúng rồi, cây sứ nè. Ồ, cây sứ để thôi nó lâu năm.
cuốn dạ. Đi tiếp cuốn. Nằm đi. Mẹ, để tới đình Trung Hữu. Mày quên đi nha, đấy là do là cuối tuần anh thả cho mày thôi. Chứ còn nếu là ngày thường nữa tao đá mày đi ngủ sướng luôn. Hôm đấy nha, hôm đấy tao xem nó thấy là hôm sau là thứ 6 tao bị đá mày đi rồi. Tao bị đá mày đi ngủ rồi, nhưng mà xong thế là tao tắm nhạc xong rồi, xong rồi tao ngủ. Tơ cuốn giờ đi chơi đâu bốn trường nấu cháo mệt quá rồi, nói thở dốc rồi. Đây là nào? Thưởng ra đi. Thưởng là xong ạ. Đây là Trung. Lễ mà kính anh đi bằng cáp treo hay đi bằng đường bộ? Không phải phi tập đền không?
vô lý thường vô lý xong chưa? Gánh lỡ bốn cầm đi vô tôi lấy hết đi. Quá, giấy đường này đi lan luôn ấy. Thì đền Trung mà cái đây là cúng thì lan nó lan luôn. Trường Hiền ra. Người đẹp của Hà Nội bước ra. Thì mày đi bằng chiếc áo ngoài. Không dùng bằng chân đi bằng gì? Đi bằng tay. Bài hạ bà ba giống như chắc vậy. Con nhớ ở ngoài không? Nó quên bà giống. Nó còn chú này nó còn kêu bà chú. Ở chú ông ấy xíu xíu tao ấy tính tính vô. Nó chú này kêu bà chú nó kêu bà ngoại đâu. Kêu nó chó luôn. Giống như kêu nó kêu gãi ơi, gãi cho con mới gãi.